Sum chơi những cái chỗ. Ông chúng tôi biết sẽ là bông cả to cái chấm nạc ca này tệ vị thi sạm nạc ca. Làm chi là rì ca âm phì sở thàn đập hiếp vật đầm miền, vật đầm miền, phía kỳ nâng nẹ để nông nhập đẹp, chơi anh cho rùm nâng nông cách đầm nà ca nê tệ vị thi sạm nà ca đánh đào nơi ngày nì. Sông cổ lộc thiên, phía kỳ đã trời cho rùm nâng nông cách đầm nà ca nê tệ vị thi sạm nà ca nông ngày nì, miên vật đầm miền cục chùm nguồn. Good morning. Mr. President, Your Honor, Councillors, I just have one thing to tell you before the civil parties is invited. As you know, a few weeks ago, we told the chamber about the civil parties who are not survivors and who will be called at one point to testify. And I myself announced that we had 37 hours with all the civil parties group. I was informed this weekend because we, one of our civil party who we were hoping to have her come in and testify, a new assessment was made because of some new developments, and very, very unfortunately, but that is the position now, she will not be able to come because we can say that the assessment now is that she's too traumatized to come and talk to this court. And this is E2/43. So, unfortunately, I have formally to withdraw that civil party. And then for my group, we are down to 9 hours. And for the global total, we are down to 35 hours and not 37 hours anymore. And I would be grateful if there was any list, if that name could be formally withdrawn. Thank you. ដកឈ្មោះគាត់នោះចេញពីបញ្ជីសូមអរគុណអរគុណលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃដើមរដ្ឋនេះដែលត្រូវនឹងត្រូវអញ្ជើញចូលមកផ្ដល់ទៅកិច្ចកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនាពេលអនាគតនោះ Yes, thank you. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning. Council, I would like to take the opportunity to request the following concerning civil party E2/18. She will testify this week, and we learned that the story that she can tell chamber and everybody is much broader than expected, and then the victim's information from accounts, and therefore I would like to request the chamber to take more time for her because she has really a lot of things to say, and I would the chamber doesn't mind. I would like to inform written the chamber about some points of her story which would make it easier for the chamber to question. And I think
Maybe another half day, it would be good to have really very important new information that is not yet revealed. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, messieurs et mesdames les juges. J'ai également une question concernant nos parties civiles à évoquer, puisque le problème posé ce matin, c'est que nous avons trois parties civiles qui viennent de France pour être entendues, qui tiennent essentiellement à être entendues, qui, je crois, ont des choses intéressantes à dire. Et j'aimerais matériellement d'organisation de ces parties civiles, si on n'arrive pas à avoir assez rapidement les dates à laquelle ces parties civiles devraient être entendues pour qu'on puisse organiser ce qu'on débit à la vie. Voilà. KW 24
ប្រវត្តិនៃអង្គហេតុនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2009អង្គជំរះបានជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុនានាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើការដកចេញនៅសាក្សីមួយចំនួនចេញពីបញ្ជីឈ្មោះសាក្សីដែលនឹងត្រូវកោះហៅដើម្បីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះអង្គជំរះបានស្នើសុំនៅមតិយោបល់ ពីភិក្ខុអំពីការដកចេញនៅសាក្សីខេត្តដែលបយុ21ចេញបញ្ជីឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះសាក្សីដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសហប្រញ្ញាបានស្នើសុំលទ្ធភាពពិភាក្សាលើបញ្ហានេះនៅក្នុងសំណាក់ការជាអសាធារណៈឬធ្វើការកត់សម្គាល់របស់ខ្លួនជាលិលាអសអង្គជំរះ បានអនុញ្ញាតឲ្យសហប្រញ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាលិលាអសដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនអង្គជំរះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2009វេលាម៉ោង4និង30នាទីល្ងាចដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីមិនមានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនេះទេចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីក៏មិនបានធ្វើការជំទាស់ទៅ លើសំណើដកសាក់សីនេះដែរនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2009សហប្រញ្ញាបានដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានលិលាអសររបស់ខ្លួនដែលឯកសារត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទឯកសារសម្ងាត់ដើម្បីស្នើសុំទុកសាក់សីខេត្តWU24ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសាក់សីដែលនឹងត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះ សហប្រញ្ញាបានលើកឡើងថាសាក្សីខេត្តWU24គឺជាសាក្សីតែម្នាក់គត់ដែលបានយល់ដឹងច្បាស់និងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនៅជើងឯកសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់នៅការពិតអំពីអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលកើតមាននៅទីនោះ ហើយដែលសាក្សីផ្សេងទៀតក្រៅពីសាក្សីរូបនេះមិនអាចនឹងធ្វើបានដូចនេះសហប្រញ្ញាបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងបានពីការស្ដាប់សាក្សីសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី KW24ដោយអង្គជំរះគឺជាទម្ងន់និងតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអង្គជំរះគិតថាជាការខាតបង់ពេលវេលាបន្ថែមនោះ សំអាងហេតុអង្គជំរះក៏សម្គាល់ឃើញថាសក្ខីកម្មរបស់សាក្សី KW24គឺមានជាប់ទាក់ទងនឹងអង្គហេតុដែលសាក្សីផ្សេងទៀតនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មផងដែរអង្គជំរះមិនយល់ឃើញថាសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះនឹងអាចផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលមិនអាចរកបានតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនោះឡើយ ដោយគិតពិចារណាទៅដល់ការជំនុំជម្រះមួយដែលប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងឆាប់រហ័សនោះអង្គជំរះយល់ថាវាមិនជាការចាំបាច់ទេក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះអង្គជំរះក៏សម្គាល់ថាចម្លើយរបស់សាក្សី KW24បានធ្វើនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវដាក់ នៅចំពោះមុខអង្គជំរះដោយអនុលោមតាមវិធាន 87 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកហេតុដូច្នេះសម្រេចអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចដកសាក្សី KW24 ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះសាក្សីដែលនឹងត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង Mr. President, only one correction. The civil party is not E2/80, it is E2/32. But I requested, sorry for this. Thank you. E2/80.
Montrey Tolaka Jung Damodang Rapavani, Mo Lee Ho Joel Mokan Batup Samanaka. Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais peut-être avant que vous ne commenciez à interroger le témoin, je voudrais rappeler que lors de l'audience initiale du 17 février 2009, la défense s'était réservée le droit d'interroger certains problèmes quand on lieu de certaines parties civiles. Avec S21, à ce stade de débat, je crois que l'on peut-il me permettre de préciser à la Cour que nous avons émis ជាឲ្យបានច្បាស់ជូនអង្គជំនុំជម្រះថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃុំខ្លួននៅសាក្សីរូបនេះនៅស-21 ពីទៅវិការពីក្តីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះបន្តិចមើលថាចង់និយាយនឹងចង់បង្ហាញអង្គជំនះថាម៉េចអំពីការកត់សម្គាល់ដែលលើកឡើងអបាញ់មិញនេះ Oui monsieur le président Je pense que ខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះកូនក្តីរបស់ខ្ញុំមានការសង្ស័យមួយចំនួនតកតងទៅនឹងអង្គហេតុដែលថាលោកលីហូនេះថាជាអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅស-21អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យមានការបំភ្លឺដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះអាចសួរសំណួរអាចសួរទៅតាមរបៀបមួយដែលខុសពីការអនុវត្តធម្មតាតកតងទៅនឹងអង្គហេតុដែលកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យអំពីបញ្ហាអង្គហេតុនោះ ខ្ញុំ គិត ថា ការ ស្ដាប់ នៅ សក្ខីកម្ម សាក្សី នីមួយ នីមួយ ក៏ ដូច ជា ស្ដាប់ នៅ សក្តី ថ្លែងការ របស់ ដើម ដឹង រដ្ឋ បព្វនី នីមួយ នីមួយ គឺ វា មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា អាស្រ័យ លើ តំណាក់ តំណង លើ ការ អាង របស់ ពួក គាត់ ដែល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង អង្គ ហេតុ ដែល បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅលើជនជាប់ចោតមិនមែនយកពុំគំរូណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើស្តីថ្លែងការឬក៏សួរទៅសាក្សីឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដូចគ្នានោះទេបញ្ហាទី 2 នៅក្នុងនីតិវិធីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់
ចំឡើយឬក៏សក្ខីកម្មសក្សីឬដើមដឹងរដ្ឋបវិនីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសួរដេញដោលគឺសេះក្រោយពេលស្ដាប់ចំឡើយឬក៏សក្ខីកម្មសក្សីឬដើមដឹងរដ្ឋបវិនីនោះរួចមុននឹងជូនវេទិកាទៅឲ្យមេធាវីការពារក្តីយើងគិតថាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យលទ្ធភាពដល់ជនចាប់ចោតនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឬការផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីអង្គយមរះមានការយកមកត្រិះរិះពិចារណាបានហើយ លោក ឈ្មោះ អី ទៅ លោក លោក មាន ឈ្មោះ អ្វី ដែរ ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ លី ហួរ លោក មាន ឈ្មោះ ហៅ ក្រៅ ពី ឈ្មោះ ហោ ដែរ ឬ ទេ ឆ្នាំ 79 75 យើង ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ អ៊ី ហួរ ក្រោយ ពី 79 មក យើង ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ លី ហួរ វិញ នៅ ចន្លោះ ឆ្នាំ 75 79 លោក ប្រើ ឈ្មោះ អ្វី ទៅ មុន ឆ្នាំ 79 ពី 75 ទៅ ដល់ 79 ដាក់ ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ អ៊ី ហួរ ឆ្នាំ នេះ លោក មាន អាយុ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ហើយ មាន អាយុ 57 ឆ្នាំ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ លោក នៅ ទី ណា ហើយ ប្រកប មុខ របរ អ្វី ដែរ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ រស់ នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ មុខ របរ រក ស៊ី លក់ ដូរ មុន ឆ្នាំ 1975 លោក នៅ ឯ ណា ហើយ ប្រកប មុខ របរ អ្វី ដែរ មុន ឆ្នាំ 75 យើង ខ្ញុំ រស់ នៅ ក្នុង បន្ទុក គ្រួសារ ជាមួយ នឹង ឪពុក ម្ដាយ រួច ហើយ ក៏ គេ កើន ឲ្យ ធ្វើ ជា ទាហាន នៅ ចំនួន ឆ្នាំ 72 73 74 75 នេះ មកទល់ ទៅ 75 មិន យើង ខ្ញុំ គេ ចាប់ ខ្លួន មុន ពេល គេ ចាប់ ខ្លួន លោក នឹង លោក នៅ ឯ ណា ធ្វើ កង តប មក ជាប់ កង តប នៅ ឯ ណា ទៅ មុន នឹង គេ ចាប់ ខ្លួន យើង ខ្ញុំ ខ្ញុំ រស់ នៅ ស្រុក កោះ ធំ តំបន់ 25 នៅ តំបន់ 25 រួច ហើយ ក៏ គេ កើន ធ្វើ ទាហាន នៅ វរៈ 119 លោក ធ្វើ ទាហាន នៅ វរៈ 119 ហ្នឹង ឋានៈ លោក មាន ឋានៈ អ្វី ដែរ ជាយុទ្ធជន អំបញ្ញមិញ នេះ លោក និយាយ ដល់ ពាក្យ ថា គេ ចាប់ ខ្លួន លោក សំណួរ សួរ ថា តើ ខាង ណា ដែល កំឡុង ខាង ណា ចាប់ ខ្លួន លោក ហើយ ចាប់ នៅ ទី ណា
yok tơ dak neu kalai na pi pel na mul het ay ke chap khluon khnyom neu tambon 25 yo dak neu po tele yo dak po tele ruoy hai mang ke bachun khnyom laung mo neu kuk pet skuot ta khmau yeung ni mà bắt to bắt to mà tiết chun mà nâng cục thừa sải chênh bị cục thừa sải mà chênh từ preso từ preso nhưng sầm lại chết rồi rồi hô tập ban tập lớp tiêu huỳnh lúc đi dây tha cái chạp khuôn lúc nơi nông nơi đầm bón mà phải prám hay dọc tới đặt nơi pu tuần lê đặt pu tuần lê nó đặt cái lai ấy tức lai pu tuần lê nữa pu tuần lê nó cái tầm những muông là nơi cả cái chạp những cái đặt đầm bón đặt mà ti đập prám ti đọc pram chmuh mun ti đọc pram nó chưa cái lấy ấy tử chia cái lấy nọc ơi đầm bòn chia mình ti đầm bòn anh chẳng nghe rồi có mình ti sân ở sóc rồi có mình ti đầm bòn vô phở bịa chạp chạp vô tật đá nữ bô tuần lê cứ mình ti đọc pram anh chẳng mình ti đọc pram nâng chia mình ti đầm bòn bạn ấy thay chia mình ti nấy khang à nhà thơ rốt ẩm nay đầm thân nạ đầm bòn mà phê pram thua cá rồi có chia cần lấy mình ti sân ở sóc sẩm nhập đạ cục một nút rồi bắt đầm bắn mà phê pram lúc ra cá nhôm cần lấy nắng có nhôm đằng đòi cô chị bác ra thà cần lấy nắng kì chia đầm bắn mà phê pram đạ chúa mình tí đọc pram cục nằng chẳng mình ti đập pram nấm cứ chỉ cúc lấy đập bón mà phê pram chẳng mình tí bà lúc tới cái chập cầm lăng con cầm lăng chập lúc từ chun từ đại nơi nông mình ti đập pram nấng lúc chạm đế nơi thằng ngày khai chín năm ná hơi mù là hết ở vây bàn chia kê chạp khuôn lúc tất đạ khăn ông mần tì đọc rám khăn ông nhóm ngay khai chân nắm nhóm chăm là chân nắm ngay khai nhóm ọt bàn chăm nơi chân ông chân nắm chất sập mùi mù là hết là khăn ông kê chạp nâng đòi xa ọt khăn liên khăn quý khi bà ơi mà thưa ca rủi hỡi non nghe từ rộ hụ có khi chạm luôn bàn chẳng mù là hết để chạm nắng cứ luộc từ luộc là bỏ đây mà hộp à há đã bày hộp chồng của mù là hết liền nếu chỉ mua là hai chấm bón đã khi chạp luộc do tôi đã mình thì đập pram anh chăng men tí mà
Look the Lord, I do, hay Lord Nagalina. Nom Khmer Khmer met by net. Khmer Praj Muchang, Kim Chang Mui, Nang Chi Keng Mui. Oi, my Lord, if I want to look there. Look there, you're the hope. We hide all mouth up at our flow. Có cái chập nhóm chô chập chứ mục chư kén nâng cầm trang nâng chô nâng nâng tí đọc ràm mùn. Có nhóm bắt phí nhạc nâng, có nhóm mò tám chập nhóm nhóm tiệt. Chơi chập lúc đã mình tí đọc ràm nâng. ระยะเวลประมาณថ្ងៃដែរប្រហែលថ្ងៃមិនខែដែរដាក់នៅក្នុងមន្ទីរ15ខ្ញុំមិនចាំជាខែប្រហែលខែប៉ុន្តែជាកំណត់នឹងគឺយូរដែរគឺបានវាយដំនឹងកន្លែងនឹងយូរខែដែរមិនបញ្ជូនឡើងមកពេទ្យស្គួតនេះ ការលោកនៅតំបន់នៅមន្ទីរ15ហ្នឹងគេឃុំឃាំងលោកទេគេដាក់គុកលោកមកន័យថាដាក់ខ្នោះដៃឬក៏ខ្នោះជើងឬក៏ដាក់នៅក្នុងទ្រុងដែលមានការចាក់សោឬក៏យាមកាមតាមតឹងតែងអញ្ចឹងទី1ទី2តើគេឲ្យលោកធ្វើការងារអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងមន្ទីរ15ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅទីនោះ នៅក្នុង mình ti đập ram nú, cái ở miền đặt trung tế cái đặt nó, nằm miền tây, mua sầm rạp đặt nhà tu, đúng không? Ở miền bắc thứ ca nghe ai thì đặt được nó sang dục bằng thằng ngày, nương vai đom, xuôi chìm lời. Lục chăm thế tha kệ bị chun lục bị mình ti đập ram một căn mình ti về. លោក នៅ ទី នោះ ប្រហែល ថ្ងៃ ប្រហែល ខែ ហើយ គេ ប្រព្រឹត្ត ចំពោះ លោក នៅ ក្នុង មន្ទីរ សន្តិសុខ ពេទ្យ ឈួត នឹង យ៉ាង មិន ដែរ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពេទ្យ ឈួត គេ បាន សួរ ចម្លើយ ខ្ញុំ 3 ដង Cứ vài đòn nhóm tầng bay đòn. Từ xua chùm lại cái nhóm chọp sọc cục hơi. Mạnh mình chun cái nhóm mò cục đùa xa lành. Lúc nơi nông mình đi về chùa nắng ở địa về phần màn nơi chìm nuôn tam và hai chị em khai phần này Trời bị xua chùm lời, ta bọc lực này mình đi sân sốc để nơi về chút nơi ta khám ai nóng cái bàn bật bật dạng đêm này khá chẳng bộ rục lúc. Của sân sốc này nơi nông về chút nóng
គឺអត់មានបានធ្វើអីខ្ញុំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែហៅមកសួរចម្លើយបានវាយដំខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចំពោះដែលសន្តិសុខគឺអត់មានបានធ្វើអីខ្ញុំទេ គេ បាន ឃុំ ឃាំង លោក ទេ ឬ ក៏ ដូច ជា កាក់ ដាក់ ខ្នោះ ដៃ ខ្នោះ ជើង ដែរ ទេ ឬ ក៏ ដោះ លែង ឲ្យ លោក ដើរ នៅ ក្នុង បរិវេណ នៃ មន្ទីរ ពេទ្យ ឃួត នោះ ដោយ មិន មាន ការ ដាក់ ខ្នោះ ឬ ក៏ ឃុំ ឃាំង ទេ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពេទ្យ ឃួត នោះ គេ អត់ មាន បាន លែង ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ ទេ គេ ដាក់ ខ្នោះ យើង ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ មជ្ឈបាយដែលបញ្ជូនលោកពីមន្ទីរសន្តិសុខ 15 នៅតំបន់ 25 មកកាន់ មន្ទីរសន្តិសុខ នៅពេទ្យឃួតតា ខ្មៅ ហ្នឹង គេ បញ្ជូនលោក តាម មជ្ឈបាយ អ្វី ទៅ ឲ្យ ដើរ មក ឬ ក៏ ដឹក ជញ្ជូន តាម មជ្ឈបាយ អី ហើយ មក មាន ក្រៅ ពី លោក មាន អ្នក ផ្សេង ទៀត ដែរ ឬ ទេ គេ បញ្ជូន ខ្ញុំ ពី មន្ទីរ 15 មក ពេទ្យ ឆ្កួត នេះ មាន គ្នា ចំនួន ប្រហែល 4-10 នាក់ រួច ហើយ គេ ដឹក ដោយ ឆ្លង ទលេង ឆ្លង មុន ដំបង ឆ្លង ទូក ចេញ ពី ទូក មក បាន គេ ជីក ឲ្យ ដាក់ ឡាន លោក អំបី មិន អះ អាង ថា លោក នៅ ក្នុង គុក តា ខ្មៅ ពេទ្យ ឆ្កួត តា ខ្មៅ នឹង អររយៈពេល 1 ខែ ដែល លោក ចុង ឆ្នាំ 1976 គេ បញ្ជូន លោក ពី មន្ទីរ 15 មក តា ខ្មៅ ហើយ នៅ ទី នោះ អររយៈពេល ប្រហែល ជា 1 ខែ ក្រោយ ពេល គេ សួរ ចម្លើយ ចំនួន 3 ដង ដោយ បាន ប្រើ ហិង្សា វាយ ដំ លោក ផង នោះ បន្ទាប់ មក គេ បាន បញ្ជូន លោក មក កាន់ មន្ទីរ សន្តិសុខ ស-21 សួរ ថា ទី 1 លោក គេ ទៅ បាន បញ្ជូន មក កម្មវិធី សន្តិសុខ 21 ដោយ មជ្ឈបាយ អ្វី ហើយ នៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា លោក ចាំ ដែរ ទេ គេ ដឹក ខ្ញុំ ចេញ ពី មន្ទីរ ពេទ្យ ឆ្កួត មក នឹង សន្តិ 21 ដោយ ឡាន ខែ ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ ខ្ញុំ មិន បាន ចាំ ទេ នៅ ឆ្នាំ ក៏ ខ្ញុំ មិន បាន ចាំ ដែរ ការ បញ្ជូន នោះ បញ្ជូន មក តែ ម្នាក់ ឯង ឬ ក៏ មាន បញ្ជូន មក មនុស្ស ផ្សេង ទៀត មក ជាមួយ លោក ដែរ ពី មន្ទីរ សន្តិសុខ មន្ទីរ ពេទ្យ ឆ្កួត តា ខ្មៅ មក កាន់ មន្ទីរ សន្តិសុខ ស 21 មកតែឯង លោក មិច បាន ជា លោក អះ អាង ថា ការ បញ្ជូន លោក ពី មន្ទីរ សន្តិសុខ ពេទ្យ ឆ្កួត តា ខ្មៅ មក កាន់ មន្ទីរ ស 21 ហេតុ ផល មិច បាន ជា លោក បញ្ជាក់ ថា ការ បញ្ជូន លោក នោះ គឺ មក កាន់ មន្ទីរ សន្តិសុខ ស 21 លោក ស្គាល់ ទី មន្ទីរ សន្តិសុខ ស 21 ច្បាស់ ទេ ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ អ្នក យាម ដែល នៅ កន្លែង ស 21 ហ្នឹង គេ ប្រាប់ កន្លែង នេះ គុក ស 21 គេ បញ្ជូន លោក ពី មន្ទីរ សន្តិសុខ ដែល មាន ទី តាំង នៅ ពេទ្យ ឆ្កួត តា ខ្មៅ មក កាន់ មន្ទីរ សន្តិសុខ ស 21 ហ្នឹង បញ្ជូន នៅ ពេល យប់ ឬ ក៏ ពេល ថ្ងៃ តើ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល គេ បញ្ជូន មក នេះ គេ ប្រព្រឹត្ត ចំពោះ លោក យ៉ាង ដូច ម្តេច ខ្លះ
kê mình chun khi nhóm pê là nghe chọn một đã làn mà đo xo em phê mùi mà xài một dành pê mà đo chun đo xo mà phê mùi nâng nơi vì liên mong và hai chìa và màn đá hơi bẹp bọt pê để mà đo nâng tập bồn nâng ca kê thơ giang mách chấm phù lục phụ bọc lực một tí xòm phê mùi những cái chặt chay giang mách chấm phù lục bê lại mô đo xòm mà phê mùi ní nhạc dìm cúc có kia ạ mình thuê dương đá mô đo bê là nghe phải mô phê bầm bầy dục kia mình thuê dương tí kì đặc nọ dương lúc nơi khăn ông mình ti sân sọc đại lộ an mấy tha lục ban kể bị chun bị ta khăm một đạo nơi khăn ông mình ti sân sọc so một hơi mùi hay mình ti sân sọc so một hơi mùi núng cứ lục mình scroll ti cứ ban lư nệ yếm cứ an cứ kỳ này gì tha ti ní cứ ti mình ti sân sọc so một hơi mùi lục ai bằng hai ban thế mình ti sân sọc so một hơi mùi nơi cái này ná quá tí tăng nên mình tí xăm sóc xóm phê mùi tí lại xó mà phê mùi nít nhưng mình ban chăm chứ bạc tí có phần tay còn tay là được nhóm chìm rẹp lục là ca chẳng thà để nhóm được chọn nâng lại nâng vụ này giếm kì ban prap nhóm thà lại nâng ơi chìa xóm phê mùi đó pi là tranh nâng nhom đó pi là bệnh chạy là nhom an thà so mà phê mùi ní nhom tranh pi so mà phê mùi ní đại ơi cái mò vinh mò nư pre so ní còn nè diêm đại school nè cái diêm nè diêm cục nâng cái prap thà ai cũng rốt tiết và cá rốt tiết và chụp nó lại nó sập mà khi nhóm A thả lại để khi nhóm chốt trong cõi kia lại so phê mùi lúc ai đi dì riêng rộp bàn tế ông bị tất tập hiệp này thì tăng đại lục bàn tự chọp mà này A lục thả tự chọp nơi không bằng tì so mà phê mùi nâng vì tất tập hiệp dòng mách đại bình chạy đại lục bàn khơi nơi nơi thì nộ đại lộ này chọn chăm thì tăng này mình ti xòm phê môi đại lộ chọn chăm lục ai chỉ điệp rộp rập đọc ông sạm nạc ca bàn tí cứ nhóm sơ bàn chứ bà tí nhóm sơ bàn chứ bà tí tăng của cái lãnh cái đạn nắng về mình sơ bàn ở dưỡng đà hai tất lại ná có nhóm sơ bàn chăm đấy vì dù bì hời nhóm bạn cho còn cô khác đại nhóm chăm lại cái đại nhóm đại nơi ruộng bài nắng nơi chốt nương à kia em một non lục rệp rộp nị dây rệp rộp ông pi bắt bị sau đó bắt lục chập tăng pi chun pi ta khmer một đal một tì so một hơi muối hơi nực non ông long pi để lục ruột nơi non một tì so một hơi muối rồi hốt đal pi thở kê bị chun lục chanh pi một tì so một hơi muối từ căn pi so ta lục miền bắc bị sao được cái chuột bị tiếc năng tết được hiệp bài ná nơi khăn ông lòng pin lục
Look, I rip rope, the chinet bandy. Some of you look like a man, maybe some not did a man, you man, you look in the year round, they look truck a chappy tune, be the Khmer, McDoll, Munti, some of Paymo, they look at Ang Ming. Chap tang pee, look, McDoll, Munti, Joel, McDoll, Munti, some Paymoi. នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោករស់នៅហ្នឹងតែលោកមានរឿងរ៉ាវជួបប្រទះយ៉ាងទឹកទឹកភាពអ្វីខ្លះដែលលោកបានជួបប្រទះរហូតដល់ពេលគេបញ្ជូនលោកចេញពីមន្ទីរស-21ទៅមន្ទីរទៅបិសតែលោកអាចនិយាយរឿងរ៉ាវដែលលោកបានមកនៅទីនោះជូនអង្គជំនុំជម្រះជូនអង្គសម្ដនាការទាំងមូលបានស្ដាប់បានដែរឬទេតើជួបឲ្យខ្ញុំមានយោបល់ជាដូចជាឃើញ ការលំបាកវេទនាដែលរស់នៅឬមួយក៏គេធ្វើទិរុនកម្មខ្ញុំនៅក្រៃសរ២១នោះសូមលោកតារាការមន្ទីរបុគ្គលិកនៃមន្ទីរសន្តិសុខស-21បានប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះមកលើលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានទៅដល់រហូតដល់ពេលគេបញ្ជូនចេញទី១ទី២គឺលោកអាចបញ្ជាក់អំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតដែលលោកបានឃើញចំពោះទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតបាទន័យថាការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ទីរបុគ្គលិកនៃមន្ទីរសន្តិសុខស-21ចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកបានឃើញ ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ទឹកភាពដែលរស់នៅនៅសរ២១នោះគឺបានធ្វើទិរុនកម្មខ្ញុំដូចជាកំពប់ទឹកនោមក៏គេវាយនឹងជើងខ្ញុំដែលជាប់ខ្នោះដំបៅសូមថ្នាំគេលាបក៏គេមិនអោយលាបគឺគ្មានថ្នាំ នឹង ទី 3 ទៀត ទិដ្ឋភាព ដែល រស់ នៅ ក្នុង ស 21 នោះ គឺ នៅ ពេល ល្ងាច ហើយ ម៉ោង 7 8 ល្ងាច អញ្ចឹង ខ្ញុំ លឺ សូរ ទៅ មាត់ សម្រាប់ លឺ សូរ តែ សម្លេង ស្រែក ស្រែក ពេល លោក មក ដល់ ភ្លាម ចុះពីលើឡានតើមានការប្រគល់ទទួលរវាងកម្លាំងដែលដឹកលោកមកដល់ប្រគល់ទៅឲ្យកម្លាំងផ្សេងទៀតទេឬក៏កម្លាំងដែលដឹកនឹងឯងបញ្ជូនលោកចូលទៅក្នុងកន្លែងរហូតដល់កន្លែងឃុំឃាំងតែម្ដងពេលដែលគេដឹកខ្ញុំចុះមកគឺគេប្រគល់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀត មកបកគលនៅកន្លែងណាលោកចាំទេនៅនឹងកន្លែងដែលខ្ញុំជាប់នឹងពេលដែលគេបកគលលោកទៅឲ្យកម្លាំងផ្សេងទៀតហ្នឹងតើមុននឹងនាំលោកទៅឃុំដាក់ឃុំឃាំងហ្នឹងតើគេបុគ្គលិកនៃកន្លែងនោះប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះលោក ធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះលោកមុនដំបូងគេប្រគល់ខ្ញុំឲ្យសន្តិសុខនៅរស់នៅកន្លែងនោះគឺគេអត់មានបានធ្វើស្អីខ្ញុំទេក៏គេបញ្ចូលយើងដាក់ខ្នោះមកដល់ចូលដាក់ខ្នោះមកទៅ បានបានតែបញ្ចូលដាក់ខ្នោះមិញបានតែបញ្ចូលលោកទៅក្នុងកន្លែងអាគារឬក៏បន្ទប់បន្ទប់ជាប់ជាប់បន្ទប់ដែលថានៅក្បែររោងបាយមិញហ្នឹងនៅក្បែររោងបាយហើយបានគេដាក់ខ្នោះលោកតែម្ដងអញ្ចឹងមែនទេគេបញ្ជូនខ្ញុំមកដល់កន្លែងរោងបាយហ្នឹងហើយមកគេដាក់ខ្នោះយើងម្ដង លោកគិតមើលកន្លែងដែលរោងបាយដែលគេដាក់ខ្នោះលោកនឹងពីកន្លែងដែលច្រកចូលទៅចម្ងាយប្រហែលប្រមាណដែរហើយមានការឆ្លងកាត់អ្វីផ្សេងទៀតទេដូចជាអាគារឬក៏ឆ្លងកាត់នៅរបាំងឬក៏រោងផ្សេងផ្សេងទេមុនទៅដល់រោងបាយដែលជាកន្លែងដែលគេឃុំឃាំងលោកនោះ
Nhôm mình ban chăm chú bác tí nữa cái này đại đại kỳ đặt nhôm nứng nhôm còn ban chăm chú bác nữa cái này nứng kia sầm ráp vô bái vô mà trái đẹp tu nữa cái này nứng đặt nhôm nữa cái này nè đại cái nhôm nứ đại ni nứng cứ chuốc nà kia à kia nè cho sầm liệp một pịa đó bao lâu bây giờ cái bị chun một đòn nứng kể thôi chẳng mạnh chẳng bộ sầm liệp bằng pẹ bao lố rứa có cái dọc chun lục từ không khen tại mà đón chẳng bộ đa sầm liệp bằng pẹ bao lục bao nhóm cứ cái mình ba đồ pha nhóm tế kia mình chun nhóm trôi tới tầng chân cả nốt lục liệt bẹ khâu ai sầm giang mạch đấy khâu ai không ai cả nốt kề về chuột lục món nước miền cò ma chọn mà chơi môi tí มีลูกมีปลากระมาดิกระมาแบบบังกอนะคืออัดเมนตีลูกชอบในกระไรโรงประตุบมวยได้จัดโรงบายกระไรเก็บชายชายใบแจกบายเตอร์เอาดลตู่หงลูกในตีนุประมาณเนี้ยหรือก็ในแต่มันในไอ้ยี่ก็คงแข็งลงในที่นู้ในกลายนู้นคือกิดดะจมพัวในเนตัวน่าได้ชื่อทงนดับใบเชิญกิดดะในกลายรวงใบนั่งจังเป็นในทางไหลนกกิดดันตัวนั้นชราเนี่ยมันแมนแต่ลูกมันเนี่ยดีไปแต่ลูกตอนนั้นลูกเกิดมืดครับออกนักลังไปยังมีภายประมาณเนี่ยได้แต่ดอกเนี้ยไผเนี้ยห้าสิบเนี้ยไผลบานเลยไผที่ประมาณเนี้ยในกันไหลได้ดักยมนั้นคือเมียนจุ่มนวลพายเจดอกเนี้ยเชียงไอ้ปนังไอนั่นน่ะตัวได้ดาเลยรู้ดักนอกดาเลยรู้หนึ่งตำบาวชราชื่อนึ่งลองไปเดี๋ยวลูกนึ่งที่นู้ลูกเตยบานกีซัวยมลายลูกได้หรือตีในตีกลายนึกคือบ้านหาขี้มซัวจมลายแต่มันดองตีกี้ซัวจมลายบอกลูกในกลายนะขี้มมันใส่บ้านจามได้ปนใจขี้มก่อนคือจังปีกลายขี้มเต๋อก็โจนึกน่ะเกียร์มุ้ยอะเกียร์ตีมุ้ยหาขี้มซัวจมลายลองไปซัวจำเลยโลกมาดองนั้งเกจำนายไปเปลี่ยนภายประมาณตัวให้เกซัวอมปีเอาไว้คลาตัวในขนมกาซัวจำเลยนู้ให้เนื้อซัวจำเลยโลกเมียนประมาณเนี้ยไปได้เกซัวจำเลยขยมเมียนจำนวนภายเจมมาเมาจะปีเมาปนังภายเจปีเมาจ้ะให้เนื้อซัวจำเลยคือตายมันเนื้อเต้ไอ้ซัวปีขยมตาปีน้าเจียมเมย์บ่อไอขนมอําลองเปลี่ยนเกซัวจำลายลูกนั้นเกบ้านประพฤติเกทั่วอย่างไม่จะพลูกในปีหลายเกซัวจำลายขยมเกซัวถ้าไอ้หมอเริงเต้อ้ายหมอดรังนะ
ai khlai tiếc cái đó cứu cái nâng xài phương nhóm có xài to từ kỳ vĩnh tha nhóm khlai có bọn tay chỉ vứt bọc nhóm chun tư lưu bọn ai nạ rôi dứt thì thôi nhóm bà bọn ai chọn xâm lạp nhóm có xâm lạp tới chỉ vứt nhóm chun tư lưu bọn ai hơi có cái xài vô vĩnh kỳ tha ảnh mô rừng đó ọt khlai cái đó cứu nâng xài phương tì anh kê xua chùm lại nhóm cơ kê cúc cần tôi bà rây từ lượng nhóm muối nâng ôi tức đó cú đà tức đó cú mà sáu đà xó chìa cạ rừng rừng ôi cúc ôi nhóm xì hãy có kê ôi nhóm xì hãy có ôi nhóm chanh ở vĩnh bê kê nôm lúc từ xua chùm lại nâng bì cái lạnh không khen từ xua chùm lại nâng kê bà phật giang mạch là lời lộn cái đặc nó đại tí hay cái miền rung mục trong rung mục lục đại tí bề đại và đời chánh cho xua dùm lời bề đại kia xua dùm lời cái nhóm đại mình đại nhóm tới có là đặc nó đại ọt miền tròn mục tròn đại tí đặc nó đại nhóm tới phần nào tròn nó đại 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 từng pi từ mục rồi có đại đại từng pi gặp bọt từ hàng cõi đã mọc hàng cầu chốc bê tự đo cái lãnh xua chùm lời môn năng chạp đa âm xua chùm lời kê bụt rít giang mách chùm bùa lũ mọ đo cái lãnh xua chùm lời kê xùm lọt nhóm thà nẹ ná chìa nẹ nôm ấy rốt vì na chỉ mi bỏ ấy nhưng mình thua đôi chân này thì nóng lục bàn gì bị hơi ở mình cả bật nâng bàn này thà môn nâng cái xuôi chậm lời nữa tận nom lục tận đo cái lại xuôi chậm lời cái thưa rằng mấy chậm buồn lục môn phê cái chấp đá ấm xuôi chậm lời để lục bàn gì ở mình đi rồi mới có cái nom tới còn đằng cùi từ một nia vẫn lục cùi mà một hàng tóc hay nẹt đại xua chậm lại một hàng tóc tôi một nía hãy chập đàn thưa ca xua tại mặt đòn rứa co khi bập bênh giang đôi mặt đây chậm buồn lúc mun pel nẹt xua chậm lại nít chập đàn xua chậm lại lục nô khi ở miền ban thưa cái nhóm tế còn tới khi ở nhóm coi tôi một nía nước xua chậm lại nhóm tại mặt đòn ở miền thưa ấy nhóm tế cái đó nó đầy lục tranh thế ọt đó thế cái miền đặc nó trường lục thêm thế tí ọt thế đặc nó đầy phần lục này gì mình tha kê pê làm lòng pê xua chùm lời nâng cứ bầm nông này ca xua nâng cứ râu phạm phụ râu mê cầy rồi bọt lục hơi này gì tha lục một rừng ta kê ban bộ phật ẩm phư hăng xa bay tập lời riêng cài rồi bọt lục đại tí nông ẩm phê làm lòng pê để kê xua chùm lời nô kêu mình bàn vai nhung tí có ra tay kia xùm lót nhung thà ai khai tí cái đó cố nâng xài phương đi có nhung bàn trai từ vinh thà nhung khai đó cố xài phương phần tay chỉ vứt bọc nhung chun tư lưu bọn ai bọn ai nẹ rôi dứt thì thôi nhung bà bọn ai chọn xùm lạp nhung có xùm lạp tư bê kê này dê đôi chân này nâng tớ lục ban khơi đầm bong có đo cù nâng đại đệ tế cái ban bằng hai đầm bong có đo cù nâng chụp bùa lục đại đệ tế nhóm ban khơi đại nơi lực tộc nâng ban lực là cầm la khi ông tiệt phong phân phía giang mấy tết đầm bong có bọ có đo cù nâng lục bị dồn ai bị dồn ong dồn chung ong sập na ca nâng ban đại tế
look at the bong doko nung, the humpana, poor young mate, hey, it will be away too. Nhóm mình bán trăm ba rưu mua có chìa mươi chìa ba phần tay cơ tay kì nhạc xua chìm lái kì prap thả cái đó cố nâng xài phương phần tay mưa ở trong tới về còn đôi chìa xài tay đôi chìa bọt đầy dương vinh 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 thư đôi chìa bọt vinh canh canh cung cung rồi chẳng bên cái xuôi chậm lái ta nẹt xuôi chậm lái lúc nóng không mấy như đi co chả hay bên đây xuôi chậm lái nước kia miền ca cọt tra thế hay là biệp cọt tra kia dạng mày cọt đại đáy đi co cọt đời mà xin nẹt xuôi chậm lái cái nhóm ở dụ tam này cái nhóm panzman và hay chỉ sam sắp chieng sam sắp phần nưng hay nưng cọt tra nó ở miền mà xin thế cọt đại bill đây cái nẹt xuôi chậm lại nưng nom khuôn lục từ lọp từ ở vĩnh giờ ta đặt cái này ta đẻ rồi ta đặt cái này xin cái xuôi chậm lại nhưng hỏi vô ta đặt được là đại rồi lúc anh thì gì điệp rộp chun đó ông sắp nạc bàn tí ông pi cất tì cái lạnh đại cái đã không khang lục nô về thưa ông pi ở vậy tới thưa ông pi mò bê tông prọ xi măng rồi có chuẩn to đầy chấn rồi có thưa ông pi chư hay miền chiến trang miền phục vụ cho ai đại tí còn lại đại nhóm chuột núng cứ bọt ở chặt chỉ ất xì mong bọt trung bình hay nó đạp bẩn là luôn nâng vì lớ hôm chia mình la luôn đây nâng chặt nâng cầu chặt xì mong chẳng chỉ ruộng muối đây xong to đầy hay còn tại chiến trường nắng thưa ông pi ắt xì măng hay khang bạt cấm có ắt xì măng đè nên hay thà chạm bê tông hay đầm bồ lứ bọi cái đầm bồ sang là xây nắng mình la luôn rung nung tùm hôm hai bắn na tới rung nung rung nung thông đấy hai kia buồn đọc mẹ đi tam nhầm xe mán có mình đi đấy còn là quyện giặt xe mán hai kia buồn đọc mẹ buồn chung này buồn đọc mẹ buồn chung tham mẹ chứ buồn đọc mẹ buồn chung hai đọc mẹ buồn chung rồi hai đọc mẹ buồn chung rồi có đọc buồn mẹ buồn chung và hai chị đọc mẹ buồn chung Bill cầm lăng xua chậm lái nom lục chanh mặc xua chậm lái hai lục nom châu từ vinh xua chậm lái nứng tớ lục đa kịp chun đa lục mà tam thlia tam viên thlia vẫn được có miền trọ chia trọ thuê ấy tôi được có miền thuê thế vì cái này
đây không khen luôn một lái xuôi chậm lái ở miền tây miền tây thì buồn luôn mấy bạn mà chạy cho bà hỏi thang cái bề nom luôn một cái xuôi chậm lái nữa mình bàn chọn một tề còn tề chọn đầy vào nồi chắc lúc anh mưa khơi tết đập hiệp chung bình luôn luôn nơi tiền nụ lúc anh phải chạy chậm lại đi bàn tí vì mình chỉ lo muối nơi ai nhà kia nắng nom nhóm chính cái bà kia nắng lúc nơi thì nút miền khơi à kia ấy xây tiệt tế rồi có miền tại à kia tiệp mùi nắng rồi có miền à kia xây tiệt hay ba miền à kia xây tiệt ta miền tràn tế nơi thì nút nơi cái này nó có nhóm mình ban trăm chứ bà để vừa hạ trình và trình tây dục là muối nhóm khai mình mang mưa viên chẳng ai đây cho lúc anh mình tha cái nôm lúc ta xua nơi chậm lời nơi ở kia mùi ta ở kia nó miền cầm phù ở bần nà tứ hay ở kia nó thường bị chớ đấy coi thường bị thầm mỏ ở kia nó thường bị thầm mỏ nhưng ban lang tới một chuyện lang phù hợp cho làm việc đây nhưng tới làm mà mặt nạ tiết nhưng mà ai bàn xem tham chuẩn cho ruộng bài mình nơi hàng ná này cái lại đại lục cái chập và tụt đại cái chập lục tận lục tận khung khang đại lục an mà cha khung khang lục nướng ta cái lại ruộng bài nơi cái lại từ hàng ná hơi chồng ngày và mán vì cái lại này khung khang lục từ hàng lách hàng cái còn nhung ban chấm còn tay còn thà à kia đại kinh chuột nướng à kia nướng lại ruộng bài nướng cứ chuột nè lúc chụp nơi thì nu và hai chia bao màn đẻ dạ về bao màn tử và hai chia chiên mặt khai cho robot hộp chọc mình giang mạch đẻ lúc màn tử tua robot hộp chọc giang mạch đẻ bọp hộp muốn kim kim bên cầm nót ở dương mà chan mà côn chan mà côn chan bái được cái bò 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 riêu được cái bò bò khám bài របប ហូប ចុក នឹង មួយ ថ្ងៃ ប្រមាណ 2 ហើយ មាន សម្ល ដែរ ទី មួយ ថ្ងៃ 2 ពេល សម្ល នេះ ជួន កាល មាន តគួន ទៅ គល ជែក ខ្លះ ទៅ អត់ មាន សាច់ មាន អី ទេ មាន តែ ដូច ជា តគួន នឹង ឆ្ងោ cho lục ông Long Phi để lục bàn chụp khung khang nơi thì nu cái miền đại bàn đọc lên lục ơi miền cả hạt pran ấy đại tí ọt đi
chọn lần đầu tiên lúc cái đạn khăn nọ giang mày chỉ đạn chụp vác rồi có đạn khăn nọ chớ rồi có khăn nọ bộ phim giang mày hay cái đạn đáy rồi có đạn trường đạn khăn nọ con trường à khăn nọ hà nội buông mù cái hà nội rộ đầy lúc thời ban cái đạn khăn nọ đời lại mà này ấy như đi co đạn khăn nọ rùm chỉ mùi nâng nẹt đợt tí chưa học nè chỉ mùi nẹt đợt tí hai bờ đại chỉ mùi nẹt đợt tí mà snua nâng miền bờ mà nẹt đấy đại chỉ mùi nè miền chìm luôn hai buôn động nẹt còn mà ăn nục hụt dần nông nông mà snua nâng miền phải đom nẹt chú đây về bề đường sầm lệ nên ngủ tật nơi âm long phê lục trọng không khang nắng lục bàn từ tua ca anh nhạt oi từ ngủ tật đại tế chạy từ ngủ tật đại tế hay từ ngủ tật nơi cái này nà hay bao màn tháng ấy ngủ tật mà đón rồi còn ngủ rồi tháng ấy bảy tháng ấy cái oi ngủ tật mà đón cái ao ngụt tức là cái này tới lúc cái nón tranh khâu rồi có khăn nâng miền bắc tục tức cái nón tranh khâu về lúc từ ngụt tức này nón tranh cho khâu nâng cái miền trung ngay và mát vì cái này đây bắc tục không khang lúc nâng hay cái đọt nón tranh đại tí về đây lúc anh nhà ở từ ngụt tức nổ nơi chết cái lại nâng đá hay cái đặt nó đầy cái đặt nó mình đa từ vì ngụt tức cái đặt nó này rồi coi rằng mấy đặt nó đầy đấy vì đại mình đa dương tử mũi đo pil đại dương mũi tức cái đặt nó chỉnh cho phiền từ chu nôm ấy chu nôm dạng mạch tử về là chu nôm mới mình ban từ chu na ngay thì cái lại đề dân tế nơi lại đề dân mui nắng kêu men đặt ở lăng cái crop ở dân bọt đầy bọt trường tối bọt trường thốn nâng hộp bái đế rồi nâng lại nâng chu mui cái này đó thì dắt là pin tới mà cái ở vô chầu nè nãy cho nè giờ liệm mộ được kẻ thằng nôm nâng kẻ liệm mộ kẻ thằng nôm nâng chạ chào nhà diêm cục nâng mình chia ói phụ nhà chụp cục nâng đồ phá viên kia mình chun rồi chạ chào đó mình nè cái nào bên này lúc miền khơi cọt sông cọt tất tập hiệp nẹp xây tiết đại chọp không khang cho mùi lục nâng miền chìm nuôn phải là phẩm màn tới chọp là tì nụ phải là phẩm màn nế ta rộp đại ông lòng phê đại lục ta đo tì nụ hai lục miền khơi tất tập hiệp nẹp xây tiết đang giang mạch đá đại nơi cái lai nữa có nhung khơi tất hiệp đại nhạc rô nơi cái lai nữa cứ miền tập hiệp lùm bạ về tình nè đòi chư hơi nâng đầm ba ư nhạc khác có chỗ khăn nó đà lì rối nhạc khác có chỗ côm nhạc khác tới có sạp nâng cái này nâng lúc bạn khơi tôi nhạc đã sạp nơi tí nút không lòng phía để lúc bàn tới chụp không khen nơi tí nút hay dễ nẹ sạp bà mà nẹ tới hay sạp đây xa hay ấy
nẹt sập nó lại nó cứ như mà khơi tai mũi nẹt té sập đòi chử. Chờ lúc khơi cả chặt chay rồi bỏ bọc lực một tí xong thì mỗi chụp nẹt sập nó giang đôi mình đây. Nhưng anh vô tụm lục la ca ពេលក្រោយពេលមានមនុស្សស្លាប់សួរថាបុគ្គលិកនឹងគេចាត់ចែងមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្លាប់មកខ្មោចដែលស្លាប់ហ្នឹងណាចំពោះបុគ្គលិកដែលនៅកន្លែងសរ ສະຫຼັບນັ້ນສະຫຼັບພ្លຽມគេຍົກຈັ່ງພ្លຽມຫຼືກໍສະຫຼັບນັ້ນອົມລົງປີຢູ່ຊ່ຣານຫມອງຫຼືກໍ1ປີ1ປຶກຫຼືມື້ថ្ងៃຈັ່ງບາງគេຍົກຈັ່ງຫຼືກໍມາຍຸບໂຕພືນຈັ່ງບາງគេຍົກຈັ່ງຫຼືກໍໄປສະຫຼັບພ្លຽມគេຍົກຈັ່ງພ្លຽມສະຫຼັບພ្លຽມគេຍົກຈັ່ງພ្លຽມ ចុះទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីមានអ្នកទោសស្លាប់នឹងតើលោកមានឃើញទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតទេក្រៅពីអ្នកទោសស្លាប់នឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងរបស់បុគ្គលិកសបុគ្គលិកនៅទីនោះចំពោះអ្នកដែលទោសផ្សេងទៀតដែលលោកបានឃើញមានទេមានបានឃើញទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតទេ cứ khi nhóm bạn khi tiếp phép xây như đôi thì lăng cái crop đây là cái đạo ôi bình tù bọn nâng cứ bạn cặp phút tới cái vầy rưu môi có hộp nâng rưu môi còn dây đây khi này lưu lưu có kì mình nói dừng dây đây kì là một vài dừng dây tơ lọc cày bẩn tay mình để chỉ phòng thả nâng xuồng về cày và lấy được xuồng lồng ắt hết xuồng cày tay sầm núa xuồng về lại lúc nơi ta khăm ai nâng lúc chỗ ta đó ta khăm ai nâng miên mình nụ nẹt tu chờ ơn nẹt đại được thế nơi tì nụ rước qua tơ tay bao man nẹt đại bị chun chỉ mò chỉ môi lục bồn đập nẹt nụ tì rước qua một đó là miên mình nụ nơi tì nụ chờ ơn nẹt ដែលមន្ទីរពេទ្យស្គួតតែខ្មៅនោះគឺមានច្រើននេះច្រើននេះច្រើនអ្នកសុទ្ធតែត្រូវជាប់ឃុំឃាំងជាប់ខ្នោះនៅក្នុងអគារឬក៏គេដោះលែងជាប់នឹងអគារ mình lục ban để gì đó chấm nói này cả đại lục rồi nơi nơi không mình ti so một phầy muối đại lục an hay tết tập hiệp nền nia cả vì cả bập bênh bảo bọc lực so một phầy muối chấm pua lục cứ lục ban khơi tết tập hiệp xây tiệt chỉ có bọc lực này thì nút ban bập bênh pua nè tốt xây tiệt sầm nua bật tó xua tha តើលោកចាក់ចេញពីមន្ទីរស21ហ្នឹងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបានចាំទេហើយចេញនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចហើយមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានចាក់ចេញពីទីនោះថ្ងៃខែឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនបានចាំប៉ុន្តែបានដោះលែងដោយក្រសួងចម្លើយខ្ញុំរួចហើយហ្នឹង ខ្ញុំបានចេញពីនឹងចេញពីមន្ទីរហ្នឹងមកនៅព្រៃសរគឺបញ្ជូនមកព្រៃសរវិញលោកត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីទីនោះមកព្រៃសរហ្នឹងបញ្ជូនតែម្នាក់ឯងឬក៏ច្រើនអ្នកហើយបញ្ជូនពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃដើរមធ្យោបាយអ្វីទៅ
cái bình chun mò pê là nghe hay là đã làm là quỳnh tầm nhà anh đục trăm đấy khi pê lê cái bình chun lô châu nứng châu đầm ti so một phây muối châu tam trọ khang ná vì tư khang ná hơi đầu bị lục tranh vinh cái bị chun chục tranh vì mình đi sân dọc so một phây muối nữa cái bị chun tranh tam trọ nà trọ đọt đáy là lục chốn đưa có trọ xì tranh hai đường chốn nhưng mình mang trăm của cái tròn một chôn của tròn múc chanh của tròn múc lúc từ nơi mình đi nên là prey so nắng lúc nơi chăm nói ná lúc chăm thì nơi prey so nhưng mình ban chăm nơi chăm nói ná thì có bình tay đăng thà nơi lại nắng prey so cái oi thì chỉ phải dục lắng kia mình chú mó đặt nó huỳnh đặt nó nơi ai prey so nóng rồi có một phiên đặt nó nơi ai so một phây muối đặt nó prey so cầu bị chỉ bị lái kia ao thưa lục thưa bay xây tiệt tế kia ao miền thưa ấy tế ao chỉ chập lại bột trong pi thôi đó là hộ đó pi đặt khăn đó quỳnh lục tranh chơi chích bờ lai nắng chích pi mong và màn là hộ đó mong và màn đá pi mong bốn từ là hộ đó mong đọc pi ngày tròn pi mong muối từ là hộ đó mong pram hộp bài vì mong pram từ đó mong phẩm buồn dục mong đọc dục hay cầu bị thưa ca hay mình lọc một bên thời kỳ đặc nọ nơi nơi bị dục ní tại lúc mình nhẹ thế rồi có mình nuôi tặng nơi để từ thưa ca rồi cái phở biển thành này tu nơi mình nơi bảy so nó sắp tới tây ban khang một lực đây mình nơi cái lái bảy so nó bập bật đôi đôi khi cứ đặt nó nơi bề dục tầng ốc nia đặt nó tầng ốc nia cho mình nuôi sấy, rồi nâng cột má, cái đặt nó đại được tí, nuôi sấy có cái đặt, đặt được được nè, cho cột má cái đặt tí, lúc mình khơi cột má thế nên về xó, ở bàn khơi tí, khơi nuôi sấy. Nó là cái đại nó cái đại dạng mình cái đại nó trường đôi đại lục cho ông đâu mình đi lục an thay cho ông đâu mình đi so một phây muối rồi có đại nó mình là cái nặng đại lấy vì mình đi so một phây muối cái đại nó trường rồi có cái đại nó nông à kia hết cái chặt sau bị cào nó cái đại nó dường là cái hết cái đại nó thay tiền đặt mà đây thà đặt được nong kia nứng cái đặt nó trường đặt trường tầm riệp kia đôi nơi 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 so một phây muối hai giờ này ai kia nứng cái thừa là bong cái thừa như chèn bật chân quạt trùng vĩnh hai vì chèn châu nứng có cái dạ sau bị cào đè anh chăng bên tí bà
Look, no, Tino or Yapil behind Japaman, though. You know, pray saw about how Jim Mackay, Jim Mackay, but no. Chắc lúc dạ chanh bì prey xó tam đời ở đặc biệt ná. Vì đặc nhóm chanh bì prey xó biết bì là nghệch đại mọ kì và kì ăn hộp bài bì là nghệch những chịch dục nâng. Có nhóm xâm rạch chất thà nhóm rốt bà ca là nhóm nấu có sạp bà nhóm rốt cài rốt luôn. Có nhóm đại trẻ rốt và buồn môi đại này chỉ môi nên thay rốt tế môi nâng kỳ thả kỳ ở hên rốt khai chuộng đoàn tiệt có nhóm thả bà anh mình hên rốt tục anh lại rốt phần tay bà xa vì na su anh thả anh xài thả bạp thả anh chữ ảnh có nhóm có bàn nhóm có rốt chánh vô xài cô mà cái tối nòn rệt mùi có xâm rạch trẻ rốt Slong, break hole, hay slong, stung, break hole, rồi tới có lưu sô, xong lên xài, bọt, bọt, chân đất, nhóm có bàn, chờ lọc bì lưng dục. Về lúc, lúc ấy dục tới có nhóm bàn kịch luôn rồi. Lúc, hay slong, rút kịch, hay slong, break hole, lúc thuốc đâm nào từ cantina từ. Nhóm đã đồng rong cắt từ thằng thứ bốn dẫn nhóm score phunum chỉ sâu nhóm đã đồng rong phunum đã tại vì dục tế vì thằng ngày ở hiện đã đi dục nâng cọ đã ban từ khơi khai phứ khơi đàm phím cọ bay phím đặt nó hồ chân hồ từ đã bày dục vì thằng ngày nhóm đi buồn không bơi Hãy lục từ đó cô đau ná. Tại đó cô đau phân chỉ sâu. Có nhóm đau đồng rõ nhóm chó phùm xa. Chòm nắng cứ chòm tiệc nhóm. Có nhóm đau đồng rõ mà có thôm hay bình. Chẳng ban đề kỳ tha, cơ hội ban lục ban rút kịch luôn chanh bì bởi xó, lục thuê đồng nào chú phúc tử tiệt ra bọc lục, đại mình tì tăng nữ sọc có thông. Chẳng mến tí. Bạn. Lục thử rút nữ, nữ khăn ông sọc, đồng nào tha ra bọc lục nữ, sọc có thông nâng rưu có lô chạy chanh bì nâng tư rùa nơi cơ lây nà tiết. Nhưng rô nâng nâng có thông nâng đòi ọt mình chạy chanh tư cơ lây nà tiết. Lô rô nâng mới lô ta đo xạ có, ta đo là cơ lây rùa nơi lùm nơi than bọt lô. Nâng hai chừng ngay khai rưu có chanam ná chạy lẹ tí. Bà hai đi chăm ná, ta đo tì nụ. Nhưng mình ban chăm chăm tí. Phần đây nhóm nơi ọt ban chăm chăm, nhóm có ọt mình chạy chanh vì sọc cầm nát bọc nhóm tí. Nhóm nơi nó bột. Chẳng lúc nơi tì nụ, là hốt đo thay rung lọ. Một mẹ gà ra chăm mà bọn bốn ở chất sắp bốn mẹn tí. Bạn. Chắc bây đại lục từ châu nơi khăn ông phùm lùm nơi than bó lục bình nhấn ạ. Tớ khăn xạ co mù lực than nâng kì miền chặt được thiên ca dàng mạch nhập lục đại tí. Bây đại kinh nhóm rốt ở tớ đòn mù lực than vĩnh. Nhóm nó buôn nơi lực tiết ở thì dạm hai chìa một khai. Chư phong ấy phong hàm hay nâng rô hân nâu bọc bạc áp bốc bọc nhông gọt khai vì rô khơi
ក៏គាត់បានទៅជំរាបគណៈឃុំគណៈឃុំហ្នឹងកាលពីដើមគាត់រស់នៅជាមួយពុកខ្ញុំតាំងពីតូចមកដល់ពេលដែលរាពតហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើឃុំដល់បានធ្វើឃុំក៏ខ្មៅពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ទៅបានទៅជំរាបពុកឃុំហ្នឹងថាឥឡូវវារត់មកដល់ផ្ទះហើយឯងគិតធ្វើម៉េចក៏គណៈឃុំហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាបងឯងទៅភ័យអីឲ្យវានៅទៅពីណាមកសួររោខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងទៅ វាចប់ហើយបើអត់អង្គស៊ីចាំខ្ញុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងអង្គស៊ីបានខ្ញុំបានរួចខ្លួនមិនឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញហើយបន្តដំណើរការសកម្មភាព មន្ត្រីតុលាការសម្រុបរួលរកកន្លែងសំរុំសម្រាប់ដើមដឹងរំនេះដើម្បីបានសម្រាប់ហើយឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់សាសនាការឲ្យបានមុនម៉ោង11ខ្វះ10នាទី